Em vừa về mẫu Isuzu 205 màu trắng nè. Đây bà con, nước sơn bên ngoài chuẩn chỉ nha. 47 Đắk Lắk. 56626, số đẹp không? 6626. Thay cụm đèn bên đây chủ nhà thay mới tinh. Form 205 là form mới rồi nha bà con nha. Em này tiết kiệm nhiên liệu. Vỏ nè, cặp vỏ đầu mới 85%. Em vừa mới lấy về tức thị. Vỏ sau mòn à. Đây là vỏ sau mòn à. Vỏ này bắt đầu thay đi. Vỏ này để Trương Anh thay cho nha. Nó mòn quá chạy nó không có an toàn đâu. Đây là phong dáng em Isuzu Highlander. Máy dầu em này đâu đó 6 lít dầu. 100km 2.5. Dòng này chưa có turbo. Em này phải là cuối 2007 đầu 2008 mới có turbo nha bà con. Có đúng một quả mòn, ba qua vỏ mới tinh thôi. Trương Anh thay cho cô chú anh chị thêm một cái vỏ nữa. Máy móc ok, tắp bi cửa, xe sạch sẽ nha. Được cái sạch sẽ thôi. Vô lăng nè, vô lăng chủ nhà may da lại. Sáng nha, sáng tài nha. Hãy vô mày lấy cái chìa khóa xe ra đây. Phong dáng em Isuzu Highlander nè. 7 chỗ rộng rãi nha bà con. Em này đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Lên đề máy lên cho anh. Em này máy móc thì ok rồi, máy sạch sẽ lắm bà con. Bánh treo. Đèn này đánh lên. Cái đèn này đã đánh lên là sáng. Mở đèn lên, mở đèn lên. Chống này lên, chống này lên. Đây bà con, coi cục máy của Isuzu Highlander nè. Máy nổ cực kỳ là chắc chắn. À, cục máy nè, em này được bốn cái máy ngon. Máy móc ok, máy bao chất nha. Cô chú anh chị. Dòng này là gầm cao, tiết kiệm nhiên liệu. Và cái thứ hai, máy Isuzu đồ đẹp, bền bỉ cực kỳ. Tại vì sao? Em nói là xài cơ nha. Đây là hộp bảng chỉ dẫn cầu trì nguyên bản nè. Hộp bảng chỉ dẫn cầu trì này chỉ cung cấp nè, điện về bình nè, điện về đèn đóm, đèn còi thôi. Còn máy là riêng nha. Đây là hai phần tách biệt khác nhau, rất là hoàn toàn, rất là rõ ràng. Cho nên bà con đi mẫu này là cơ là nhiều. Đây là cục máy cơ nguyên bản của dòng Isuzu. Xe sạch sẽ lắm. Cô chú chị. Ru nha bà con nha. Máy trước là dàn trước mà tem của Isuzu, hai bên là của chú chị. Có nồi đồng của đá tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác là ở đây. Mạc tem nắp cabo nè. Đây bà con nè. Chúng ta có hệ thống là dầu trợ lực nè. Đây là bơm dầu, đầy đủ các tính năng này. Có mua về là chạy thôi. Sạch sẽ. Gầm cao mấy tháng vô đố nha cô chú anh chị nha. Đây là bánh treo phía sau nè. Để cái xe này Trường Anh đi dọn dẹp làm đẹp nè. Ghế ở trong rộng rãi nè. Em này trang bị là ba dàn lạnh. Chỗ này là may lại nè. Chỗ này là để Trường Anh may lại một cái tay gối cho. Ngày xưa là người ta để cái màn hình đó. Bây giờ người ta bỏ ra thì Trường Anh sẽ may lại cái này cho bà con cô bác. Cho nó liền lẹt nha. Vì xin lỗi cô chú anh chị nha. Xe này em vừa mới lấy về. Cho nên xe có sao là Trường Anh quay thực tế vậy luôn. Đó được chưa? Quay thực tế xong đó em về em dọn em làm đẹp toàn bộ cho cô chú anh chị. Là bà con có thể yên tâm có một cái xe đi ngon lành cành đèo rồi. Ít tiền che nắng che mưa là ở đây thôi, 155 triệu. Thoải mái cho bà con chưa? Đó, 47 nha, 56626. Đây là bánh treo. Kẹt chốt à. Chốt sau à. Mở cái chốt sau ra cho anh. Kẹt à, mở rút cái chốt ở trong á. Gầm cao.
nó bị kẹt chốt à. Đây là phần gầm nè bà con, trải nghiệm phần gầm nè. Đấy, móc khô réo sạch sẽ. Máy móc khô ráo là sẻ nha bà con. Đam mê mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô, ít tiền thôi. Đó, che nắng che mưa là ở đây, hồ sơ ký rút đầy đủ nha. Em chào bà con nha.